Công an quận Long Biên thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh điều tra vụ giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khi đăng ký tuyển dụng nhân sự của một ngân hàng qua mạng xã hội, một người phụ nữ ở Hà Nội đã mất gần 2 tỷ đồng. Chị D, ngụ tại quận Long Biên, đăng ký tuyển dụng nhân sự vào một ngân hàng trên mạng xã hội Facebook. Sau đó chị D nhận được một cuộc gọi của người lạ, giới thiệu ở bộ phận tuyển dụng nhân sự ngân hàng, thông báo lịch hẹn phỏng vấn online đến ngày 19 tháng 11. Người lạ gửi mail hướng dẫn chị Đê tải phần mềm, trải nghiệm dự án của ngân hàng. Chị Đê bị người lừa đảo dẫn dắt đầu tư vào dự án, nộp gần 2 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra. Phát hiện mình bị lừa, chị Đê đã đến trình báo sự việc tại Công an Phường Bồ Đề, quận Long Biên. Từ vụ việc nêu trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu.